Giám thị phát hiện có người đang gian lận mà công cụ gian lận lại là loa phát thanh của trường, vì vậy cô lập tức đi ra ngoài, đến phòng phát thanh bắt người, mà lúc này Banh cũng đang đi bắt kẻ gian lận kia. Anh đến cửa phòng phát thanh, mở cửa ra, lại phát hiện không có một ai, chả nhẽ là cậu đã nhầm. Banh thất vọng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, nhưng lại phát hiện cửa không đóng chặt được. Anh ngửa đầu lên nhìn, hóa ra trên cửa bị vướng một sợi dây điện. Anh lập tức hiểu ra, đây là cách kẻ gian lận làm để đề phòng, đem dây kết nối đến nơi khác để truyền tin. Banh nhanh chóng đi theo sợi dây, mà lúc này cô giáo cũng vừa đến, cô cũng phát hiện ra đường dây kết nối kia. Lin lúc này vẫn chưa biết chuyện, còn đang truyền đáp án ra, đột nhiên Lin vội vàng truyền đi đáp án cuối cùng. Cửa lúc này bị mở ra, nhưng vẫn không có ai, chỉ thấy dây kết nối. Điều này chứng tỏ kẻ kia vừa mới ở đây, chắc đã trốn đi rồi. Lúc này Banh chú ý đến cái tủ ở trước mặt, không sai, Lin đang trốn trong này. Cô nhìn qua kẽ hở thấy khuôn mặt đầy sát khí của Banh. Anh từng bước đi đến, Lin run lẩy bẩy, nhưng lúc Banh chuẩn bị mở tủ ra, anh lại dẫm vào một cái USB. Banh nhận ra cái USB này, nó là của Lin. Banh kinh ngạc nhìn vào tủ. Lúc này cô giáo cũng chạy tới. Nam Hồn, giờ con xong con tỏ này. Mày chờ lời hả phụ? Vì để bảo vệ Lin, anh đã nói dối, cũng coi như thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, hiệu trưởng gọi Lin đến văn phòng. Bởi vì đáp án truyền qua loa hoàn toàn đúng, nên chỉ có hai khả năng. Một là giáo viên lộ đề, nhưng qua điều tra đã loại bỏ khả năng này. Hai là một học sinh xuất sắc có khả năng đạt điểm tuyệt đối, đã bày ra lần gian lận này. Mà hai người giỏi nhất chính là Lin và Banh. Nhưng Banh là người đã báo cáo, anh không thể tự đánh vào mặt mình được. Vì vậy chỉ có Lin, nhưng không có chứng cứ. Lin đương nhiên không thừa nhận, nhưng gừng càng già càng cay. Hiệu trưởng gọi Banh đến, trực tiếp uy hiếp, nếu không ai thừa nhận, sẽ hủy bỏ học bổng của cả hai. Lin không muốn Banh bị liên lụy, chỉ có thể chủ động thừa nhận gian lận. Như vậy Lin bị đình chỉ học một năm, nhưng không ngờ rằng, cho dù đã rời khỏi trường học, vận mệnh vẫn luôn nằm trong tay cô. Đây là khung cảnh của trường học ở Thái Lan sau kỳ thi đại học, sách vở đều bị học sinh xé tanh bành, tiếng vỗ tay sung sướng chấn động địa cầu, những áp lực học tập dường như được giải tỏa tại thời khắc này. Nhưng sự vui sướng này lại không thuộc về Lin, bởi vì trong kỳ thi cuối kỳ cô đã gian lận, bị trường học đình chỉ một năm, thời gian kéo dài đằng đẵng, cô đi dạy ở lớp học thêm. Hôm đó ông chủ đột nhiên gọi cô vào một căn phòng, có một hạng mục có thể giúp cô kiếm hàng chục triệu, hỏi cô có hứng thú không. Hóa ra trung tâm này ngoài mặt là lớp dạy thêm, thực ra là nơi chuyên môi giới tìm người thi hộ, một bên là mấy triệu tiền dạy thêm, một bên là hạng mục chục triệu. Gia đình cô sớm đã nợ chồng chất, nên không chút do dự chọn phương án sau. Hôm sau Lin theo địa chỉ ông chủ đưa, tìm đến nhà khách hàng chuẩn bị thi chứng chỉ, nhưng cô lại không ngờ tới, khách hàng của cô lại là bạn thân Grace. Hóa ra Grace và Pet vốn định đi du học ở Mỹ, nhưng cô lại học quá kém, muốn vượt qua kỳ thi STIC để có thể apply vào đại học ở Mỹ, chỉ có thể nhờ người thi hộ, chỉ không ngờ người đó lại là Lin. Đối với việc này cô chỉ có thể chiến đấu hết mình. Trước kỳ thi Lin đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ. Hóa ra bố mẹ cô đã sớm ly dị, mẹ cô đã lấy chồng ở Sydney, hai người chỉ nói mấy câu, mẹ nói chưa rồi phải đi nấu cơm, nhưng câu nói này đột nhiên khiến Lin nghĩ ra điều gì đó. Bây giờ ở Thái Lan là 7 giờ 46 phút mà bên Sydney đã là giữa trưa rồi, không sai chính là lệch múi giờ. Lin đã có một kế hoạch gian lận vô cùng điên rồ, cô lập tức từ bỏ việc thi hộ, đi tìm Grace và Pet nói suy nghĩ của mình. Bởi vì STIC là kỳ thi toàn cầu, sẽ tiến hành thi cùng một thời gian, vì vậy cô quyết định lợi dụng lệch múi giờ ở các quốc gia để gian lận, như vậy chỉ cần một lần cô sẽ có được lượng lớn khách hàng, kiếm được một đống tiền. Nhưng kỳ thi này vô cùng nghiêm ngặt, làm sao có thể mang đáp án ra khỏi phòng thi được. Ok, cảnh giới của dân học sinh giỏi người thường không hiểu được, nhưng đề thi có tận 100 câu. Qua nhiều lần thử nghiệm, thời gian có hạn, Lin chỉ có thể học thuộc được 50 câu. Có nghĩa là cần có một người giống như cô, thành tích tốt, trí nhớ tốt, còn là người có thể tin tưởng, chia ra mỗi người học 50 câu. Nên tìm ai? Lúc này Grace nghĩ đến một người, Banh. Nhưng Banh là một người rất nghiêm túc. Chuyện gian lận truyền âm lần trước chính anh đã báo với giám thị. Hơn nữa Lin cùng Banh còn vì chuyện này mà cãi nhau rất lớn. Vì vậy anh sẽ không tham gia cùng họ. Đương lúc mọi chuyện đi vào bế tắc, một tối nọ, Banh đột nhiên chủ động tìm Lin. Còn khó sợ mình đây ngần nhẹ xem Lin. Cái sợ lo thăm này đi. Hóa ra tối qua, nhà của Banh bị cướp, lấy trộm hết tất cả tiền tích cóp của cả nhà. Đây chính là tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn, lúc mẹ Banh dọn dẹp nhà cửa, cơn đau ở eo lại tái phát, hai chân mất đi cảm giác. Banh vội vàng đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng nhìn tiền viện phí gần 50 triệu, Banh cuối cùng cũng bị ép vào đường cùng. Cứ thế anh gia nhập vào lần gian lận này. Tiếp theo là bàn kỹ kế hoạch. Nhìn kỹ cây bút chỉ này đi, mã vạch ở phía trên chính là đáp án đề thi. Vạch to nhất là đáp án A, tiếp đến là B, cứ như vậy nhỏ dần. Vạch mảnh nhất là D. Dãy số bên cạnh mã vạch chính là đáp án điền vào chỗ trống. Sounds good, make up.
cái cách gian lận thần thánh này đến từ tập đoàn thiên tài gian lận này, họ sắp phải đối mặt với kỳ thi STIC, cũng có thể gọi là kỳ thi đại học ở Mỹ. Cuộc gian lận xuyên quốc gia này phải tiến hành như thế nào? Đầu tiên Lin và Banh sẽ ngồi máy bay đến Sydney tham gia kỳ thi, đồng thời lợi dụng thời gian chênh lệch giữa hai nước, đưa đáp án về trước khi kỳ thi ở Thái Lan diễn ra, đưa về bằng cách nào, cách bước cụ thể như sau. Đầu tiên Lin và Banh sẽ nhanh chóng làm bài và học thuộc đáp án. Banh phụ trách 50 câu đầu, Lin 50 câu sau. Bước 2, mỗi người sẽ chuẩn bị hai cái điện thoại, một cái để khi vào phòng thi nộp cho giám thị, cái còn lại nhét vào tất để mang vào nhà vệ sinh, sau đó giấu trong bệ nước. Thì kỳ này tổng cộng có 3 phần, 2 phần đầu đều sẽ được nghỉ giữa giờ. Sau khi kiểm tra xong 2 phần đầu, Lin và Banh sẽ lợi dụng thời gian nghỉ này vào nhà vệ sinh, dùng cái điện thoại ở trong bệ nước gửi đáp án về Thái cho Grace. Grace sẽ in đáp án lên bút chì. Mã vạch sẽ gồm 4 vạch đen, lần lượt là A, B, C, D. Hình dáng của 4 mã vạch trên bút chì chính là toàn bộ đáp án phần khoanh tròn mà dãy số bên cạnh chính đáp án điền vào chỗ trống. Cuối cùng là phần tự luận, luận văn là ở phần cuối bài thi, lúc đó không có thời gian nghỉ giữa giờ, nhưng Lin vốn không muốn lấy điểm, vì vậy không cần trả lời, chỉ cần ghi nhớ để luận văn là được, sau đó lấy cớ ra khỏi phòng thi, chuyển đề về nước, để khách hàng tự lên mạng tìm tài liệu. Cuối cùng bên này sẽ do các dân chuyên, dùng tốc độ bàn thờ ship đồ cho khách hàng, như vậy là đã hoàn thành quá trình gian lận rồi. Tiếp theo chính là tiến hành luyện tập, phải tập trung cao độ nắm chắc thời gian, cùng lúc này Pet phụ trách tìm kiếm khách hàng, về mảng này phải gọi anh là cụ, tất cả các cuộc đàm phán với khách hàng anh đều quay lại, đề phòng khách hàng qua cầu rút ván, tiết lộ trình báo tất cả kế hoạch lần lượt được tiến hành, tập đoàn lừa đảo chớp mắt đã kiếm về một khoản tiền khổng lồ.